Thư gửi em vô cùng xa nhớ của anh nhớ em cồn cào, nhớ từng cơn, những cơn nhớ nó xé lòng anh đau như khi bị đau ruột thừa. Từ ngày em đi anh vẫn khỏe, con cũng khỏe và ngoan, con học chăm lắm, ai cũng nhắc em. Riêng chim của chúng mình thì đầy sọt đi ngay sau khi em cất cánh. Em đi rồi còn ai chăm sóc chim của chúng mình đâu, nhìn lông của chim chúng mình nó xơ xác rối bù, lòng anh đau nghe nó kêu mỗi đêm mà anh não ruột. Lông chim không còn được đen tuyền như ngày em ở nhà đâu, cổ chim ngọc lên, đầu chim mốc lại. Buồn quá em à, khi rỗi anh chăm chim, áp cậu ta vào đùi mà cho ăn mà vuốt ve mà định nọt. Anh toàn phải nói câu, cậu gắng phải chịu, con mẹ đĩ lại sắp về rồi. Càng nghe anh nói cô cậu càng thổn thức, đầu cứ gật gù, anh không hiểu cậu ta có đồng ý với em không. Mỗi lần anh gọi tên em là y như rằng cậu ta nhỏ dậy, cứ như là em sắp đi làm về không bằng. Nếu không định cậu ta chắc cô cậu sẽ không cho anh ngủ, chẳng cho anh làm ăn, không cho anh làm việc mất. Huyền, bạn gái thân nhất của em vẫn hay sang nhà mình chơi. Sáng sáng, Huyền gọi cho chim dậy, cho chim chúng mình tập thể dục và massage. Huyền nâng chim lên, hạ chim xuống, xoa chim mình, gãi gãi đầu chim, vuốt ve miệng chim. Có hôm Huyền dùng thứ kem gì đó xoa xoa lên mình chim. Cháu ơi, cô cậu khoái hết lời, cứ ngẩng đầu lên mà nghe mà ngóng y như trẻ con hóng chuyện người lớn. Phải nói chim chúng mình rất khoái Huyền. Khi Huyền sang, cậu ta ngóng cổ dậy ngay. Anh thấy sướng run rẩy, giống như chim mình như nó nhạy cảm lắm. Cứ thấy người đẹp là thích, cứ thấy ai chiều là sướng. Có lần đi chơi cùng cậu gặp anh người đẹp công ty, cậu ta cứ chồng cái lên mổ lung tung, còn khi gặp Hương cậu ta lại nhổ bừa bãi ra. Em vô cùng xa nhớ của anh. Đợt tới thành phố tổ chức thi chim, em thấy thế nào, mình có nên vác chim của tụi mình đi hay không? Về kích cỡ thì đặt lông hơi xù, vì thì Huyền đã hứa có khách, nếu em đồng ý anh và Huyền sẽ chuẩn bị chu đáo luyện tập cho cậu ta để đi thi được giải. Thôi anh dừng bút đây, có tiếng chuông, chắc là Huyền đã tới. Tại sao anh biết ư? Vì chim đã ngẩng đầu lên và bắt đầu hót. Hôn em ngàn lần.